siêu thị nick.net, shop nick ngọc rồng giá siêu rẻ. Shop có nhiều danh mục nick bán giá siêu rẻ. Các bạn có thể mua nick 1 triệu giá chỉ 100k tại danh mục nick sale 79% vào khung giờ vàng. Ngoài ra shop nhiều danh mục random nick và vòng quay tỷ lệ trúng quà lớn cực cao. Các bạn lên ngay siêu thị nick.net để ủng hộ mình nha. Ok, hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Đầu video mình chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui. Thì trước khi vào xem video của mình thì anh em nhớ bỏ ra vài giây ấn like, ấn đăng ký, bấm chuông và để lại một comment ở phía dưới clip để tham gia mini game nhận quà miễn phí từ mình ạ. Ok mọi người, nếu mà clip của mình đạt trên 100 like thì mình sẽ tặng cho anh em thẻ Viettel 100k nhé. Nếu mà clip dưới được 100 like thì mình tặng cho anh em thẻ Viettel 20k hoặc là vàng ngọc xanh nhé. Đó, ok chưa? Ok, hôm nay mình làm clip đó chính là mình sẽ share cho anh em một phiên bản tool mod nhá, Auto KS Super để làm điện tử nhá. Đó thì hôm qua ấy thì mình đang ngồi nằm thôi, mình lướt Facebook thì thấy một ông đăng trong của nhóm rồng là share cho anh em một phiên bản tool mod nhá, Auto KS Super. Đó thì hay mình tải về, ai ngờ nó sẽ thấy bạn xem miễn phí nhá, không mất tiền em ơi. Đó thì bản mod này nhá là của ông YouTuber HLTC2 mạng đó, mình thấy hay mình tải về. Đó thì tải miễn phí mọi người nhá. Bản tool mod này nhá thì dành cho anh em nào chơi máy tính nhá hoặc laptop thôi. Bạn nào chơi điện thoại nhá thì không thể tải về nhá. Không là nhiều ông chơi điện thoại tải về không giải lén ra được, lại hỏi mình rất mất thời gian luôn đấy. Thì bản mod này nhá chỉ dành cho anh em nào chơi máy tính này hoặc laptop thôi nhá. Mình nhớ. Đó thì bản mod này dành cho anh em nào chơi máy tính hoặc laptop. Mình nói vậy để cho anh em nhớ để anh em không tải về điện thoại nhá, tải về không chơi ở đâu. Đó. Nhá. Thì anh em ấn phím X nhá. Anh em ấn phím X trên bàn phím này. Đó. Có cái super ơi, cái super bật này em ơi, đó. Cái super bật nhá. Đó. Lắp mát em ơi, lắp mát khá nhanh nhá, đến tương lai thì côn được mọi người ạ. Thế đất đi. Đến nào đâm qua đi xem nào. Quá nhanh vãi, sôi sôi. Rất nhanh luôn mọi người ạ. Sôi. Đi vào này lét luôn. Đấy, rất nhanh mọi người ạ, để anh em bọn cái bắt đầu dễ nhá. Đây ngoài ra có tính năng gì nhỉ? Cái super mình có bác có mọi người nhá. Đó, em là kiểu cái super dính khu ấy, dính khu là em mình có bác lên nhá. Nếu mà anh em dính một khu đúng không? Anh em mình có bác lên là anh em thấy cái super. Ôi, super này mới. Super bờ rồi vector đen này mình sẽ đi qua xem sao. Xem cái như nào nhá. Vector đen đúng không? Sẽ bay qua. Vector đen xảy ra này. Cái super bật chưa ra? Bật rồi đúng không? Cái đồ khu nào xem nào. Dò khu mọi người nhá, xem có super không mình ăn luôn. Đây màu đen. Khu 3, khu 2. Ui, có super bị xấu ấy mà, bị xấu sao này. Ô, có super bị xấu sao ấy, xấu góc này ơi. Ui, super bị xấu ấy mà, vãi chửa mình giấu super à. Dình mình két super nhá. À ông phải giấu sao ấy mà. Vợ giấu super à. Hẹn đây là con bờ sô đi ra. Không nhìn rõ nữa. Mình chắc bờ sô đi mà, không phải super đâu. Super đâu? Ôi, đây em ơi, mình xem cách như nào nhá. À ha, để xem tôi là cách như nào đây em ơi. Nó cách được không nhá? Ok ok. Ok mời super tiếp này em ơi, mình vào khu super tiếp nha, không biết có cách được không nữa. Đây super này, máu là 2 triệu rồi nhá, tầm sự phản sát thương đi. Nó cách được không nhỉ? Like, so lucky, so lucky I. Mình sẽ dình két mọi người nhá, cho tool két em ạ. Tool két super mới là két được không nữa. Dành cho bảo làm điện sư sinh cho dễ nhá. Rất là ok luôn tool này. Sẽ ok phết mà, ổn áp phết phải đùa đâu ấy. Free lại còn auto két super, ai mà chịu nổi. Mình qua, xảy ra là mình phản sát thôi xem sao. Tình yêu thương tựa như bão tố đồng sống sao. Ôi ông cái đấm họ, ông còn đấm à, mạnh thế. Từ từ thôi, dry để phản sát thương, phản dry mình phản sát thương còn một món làm sao phản được không, vì tool này két nó khi hơi khó vì két super một món mà vì nó ngày tầm đam to hơn. Mà tăng kiểu mấy con chó ấy, đấm tăng mấy trăm cao mà phát ai chịu nổi luôn. Tăng mấy trăm cao mà phát thì ai mà chịu nổi được nhỉ. Thế mình sẽ gọi là phản sát thương một món làm sao nhá. Ok
cầm vai anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh. Khu 19 đấy bạn. Xuống vào khu 19 này, vào khu 19 luôn. Giờ phải thắp hương nhá. Vắt củ đen, quên. Nhiều anh. 18 cơ, khu 19, bịp thế nhỉ. Cứ phá cũng cứ toàn vào đam phá em ạ, mình không thể kết được không nữa. Nào dình kết này em ơi, kết xuống bật rồi nhá. Kết được không nào? Kết thôi, mời các bạn ăn ngon. Kết xuống bật 1 HP em ạ, ok phết. Mình đập nhá, mình phải sát thương đi. Ơ, đơ à? Vì mình không yêu nhau. Phản sát thương nét tha đi mống ơi, bố mẹ chó làm gì ta, tôi phải sát thương cho trời mèn đét ơi, mèn đét ơi, cái đồ vô duyên ra đường ai cũng ghét. Sát đi má ơi, tôi phản thương cho nè. Đấy ông kia phải sát thương rồi, ứng nổ à, xin đấy, xin người bắt được con super đấy. Ủa, đâu à, đi ra. Trời ơi, toàn phá thôi mà, toàn mấy ông phá bĩnh thôi. Phá bĩnh. Lại lỗ, cái what the fuck man. À ok, từ nổ xích lô thì chịu luôn đấy. Ra phản thương cho lao rồi mà mày cứ chói làm gì trời đất ơi, nó phản cho nhanh. Đấy, phản thương nhanh em ạ. Vì mình không yêu nhau, dù lấy làm gì. Cái số bơi đệ, bốn lên đích ơi. Dạ tôi phản cho nhanh chó làm gì trời ơi. Để tôi phản SS cho. Trời ơi mấy ông mày chứ chói làm gì trời ơi. Mình thì phản thương mà sẽ phản thương mạnh như này, mình hỗ trợ cho. Không thích, cứ thích chói không. Phản này mời. Super đánh em đi, phản thương là sẽ super. Super đánh em đi, anh đánh em đi. Anh đánh em đi, anh đánh em đi. Đau quá. Hủy chói. Mày phản tiếp, bật khiên lên. Quên bật khiên lên mạng. Ad thì ok, ad nha. Ở đây mình tui hồi sinh nha. Tui các số bơi, à ăn thì thử số bơi mà. Hồn phết, tui hồn phết em ơi. Ô, ăn được không ta? Đây em ơi, tui này khôn vãi mà, két rồi này. Đỉnh chứ em ơi, đỉnh chứ mọi người. Sời ơi, tui thay vãi mà. Tui đỉnh em ơi, tui đỉnh nha mọi người. Két số bơi thành công nha. Đỉnh chưa mọi người, trời ơi tôi này free cái super đỉnh vai em ơi, ngon vai trưởng. Ok mình vừa game cho anh xem nhá, tôi này đỉnh em ơi, đỉnh có chóp đấy. Ok em ơi, mình vừa game nhá, giờ mình cho anh em xem chỉ số điện tử như nào nhá. Tôi này hay vai mày cái super đỉnh cap, đỉnh chóp em ơi, đỉnh chóp đấy, được phết mà. Trời ngon. Ôi đệ đấm demon số đánh 31 này. Ôi giáp, ôi đệ ngon mà, đệ ngon luôn, đệ sư ngon mà, đệ không ra camê chặt cu mình đi. Trời ơi, chỉ số này xưa ngon mà đấm demon ra cam khá cao luôn đấy. Số đánh 31 này, giáp 200 nó úp thao hồ ngon nhá. Ok em ơi, thì mình đã share cho em bản mod tool cực kỳ là hay rồi nhá. Em thấy hay, theo kỳ mình. Cho mình xin một like, một đăng ký, bấm chuông. Và để lại một comment ở phía dưới clip để tham gia mini game nhận quà từ mình nhá. Ok anh em, ở đầu clip nếu như mà anh em đang có nhu cầu cần mua vàng hay là mua ngọc hay là mua nick giá tốt thì anh em nhớ ghé vào shop 7 sao ủng hộ cho mình nha. Thì chị shop 7 sao đang có một cái danh mục đó chính là bán đồ tự động cho anh em. Thì ở đây đồ cũng rất là ok luôn. Và đặc biệt là shop đang có một cái sự kiện là đó chính là mỗi ngày thì shop sẽ tặng 2.000 ngọc miễn phí cho 100 bạn may mắn khi nạp tối thiểu 50k trở lên. Bây giờ thì mình sẽ test anh em nhé. Ok anh em, vừa xong thì mình mới nạp 50k thành công anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm phần rút ngọc xem là có ngọc không nha anh em. Ôi anh em ơi, như vậy là mình đã có hẳn 2.000 ngọc rồi anh em. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua vàng, mua ngọc hay là muốn làm thẻ nhận ngọc thì nhớ ghé vào shop 7 sao để ủng hộ cho mình nha.